anh làm cái cử động mà khó khăn như vậy chỗ nào? Nhiều lúc nó dậy nên đây cái bắt đầu nó đau nào, anh nhấc lên cao được không được rồi cầu tròn qua đây con em có chị chì đó đi chị đi em đi ở đây á người đây rồi được rồi đó bây giờ anh làm lại coi đâu rồi đi rồi bây giờ sao nhất cái đây ha. Rồi, rút cái chân này lên luôn coi. Đó, cái đầu gối nè. Ai ai chữa được cái này? Tinh nên sao? Dạ, sau khi chữa thì thấy cái chân nó nhẹ đi, không còn nhức giống như khi mới tới. Dạ. À vậy hả? Rồi, cái mông cũng vậy, không thấy đỡ nhiều 10 phần là còn một phần thôi. Rồi được. À, rồi cái đầu nó nhẹ bị máu không lưu thông á. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.